Từ năm 2022, đoạn mương KT15 do Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Yên Mỹ quản lý đã bị lấp chặn bởi một số doanh nghiệp, trong đó có công ty Nam An và công ty CA, gây ngập úng diện tích cây ăn quả khi mưa to. Tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ và xã Yên Phú cùng các doanh nghiệp trên tập trung khắc phục những tồn tại do việc chặn lấp kênh tiêu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Sau đó, xã Yên Phú và một số doanh nghiệp trên đã khai thông đoạn kênh này và làm các cống nhỏ chạy qua doanh nghiệp, đồng thời hạ cốt của cống đã làm trước đó để nước tiêu thoát nhanh hơn. Tuy nhiên, do cửa cống nhỏ lại chạy dài, trong khi phải tiêu thoát lượng nước phục vụ hàng trăm hecta đất nông nghiệp, kênh tiêu chính thì đã bị lấn chiếm và san lấp. Việc khắc phục như thế này chỉ mang tính chất tạm thời. Thực tế là cái đầu miệng cống của bên trên, đầu trên thì nó to như thế, nhưng đầu dưới này thì là nó chỉ được 80 phân chiều rộng, và chiều sâu xuống thì là được 25 phân, bốc được bùn. Đấy thì là cát nó xô lấp hết miệng cống rồi. Khi mưa thì không thể thoát được nước của người dân được. Thì mong tất cả các cấp chính quyền để khai thông để cho nước nó chảy cho bà con. Từ ngày các công ty Sơn và công ty Đo Ban đổ đất và bị ngập trên cục bộ, trên ảnh hưởng của cây trồng của dân. Hiện nay là cây kể cả 5, 7, 10 tuổi cũng là chết hết. Tôi mong các cấp chính quyền sớm vào cuộc để làm rõ